Sân Thống Nhất tối ngày 17 tháng 1. Đây thật sự là hình ảnh gây ấn tượng mạnh. Đã có gần 15.000 khán giả đến để theo dõi trận đấu giữa chủ nhà Câu lạc bộ Sài Gòn và Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 1 giai đoạn 1 V-League 2021. Trong bối cảnh các nước trên thế giới đang phải gồng mình chống dịch Covid-19 và các giải bóng đá phải thi đấu trong tình trạng hạn chế khán giả vào sân, thậm chí là khán đài trống vắng, thì V-League lại đón một lượng lớn người hâm mộ đến sân để thưởng thức và cổ vũ cho đội bóng của mình yêu thích. Quả thật không còn gì sung sướng và hạnh phúc hơn. Nhưng với tôi, đây mới là hình ảnh ám ảnh nhất của buổi tối ngày 17 tháng 1 trên sân Thống Nhất. Nguyễn Ngọc Duy, người mà mới cách đây hơn 2 tháng đã cùng các đồng đội mang lại những vinh quang cho câu lạc bộ Sài Gòn, nay lại là một điều phối viên thực thụ của đội bóng đồng chủ sân Thống Nhất. Đầu mùa giải 2020, sau khi thay huấn luyện viên Hoàng Nhã Phúc để vừa kiêm nhiệm chức danh chủ tịch, vừa là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sài Gòn, cùng với Cao Văn Triền, Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Ngọc Duy đã được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành quy hoạch để trở thành các huấn luyện viên trong tương lai của câu lạc bộ sau khi không còn thi đấu. Không lâu sau khi ông Thành nhiếp chính ở ghế huấn luyện trưởng câu lạc bộ Sài Gòn, Ngọc Duy cũng đã được bổ nhiệm vào thành phần ban huấn luyện. Theo giải thích của cựu phiên dịch đội tuyển quốc gia, những cầu thủ như Ngọc Duy rất cần trong vào thời điểm này. Lần đầu tiên về thì tôi thích theo cái kiểu là trân trọng những cầu thủ, chân nhận cổng cầu thủ đóng góp cho câu lạc bộ. Tôi đã từng nói với Ngọc Duy, Long, Triền, các em sau này lớn lên cố gắng đóng góp câu lạc bộ, trân trọng các em để sau này các em trở thành huấn luyện viên. Và thật sự mà nói là Duy chấn thương mấy tháng nay, Duy tôi cảm thấy là động lực đi xuống, mà Duy sẽ giúp cho tôi rất là nhiều. Bởi vì khi mà tôi làm thì có 3 trợ lý không đủ, thiếu lắm, công việc rất là nhiều không đội bóng. Do tôi nghĩ là đưa Duy lên chính xác. Sau mùa giải 2020, tưởng đâu Ngọc Duy sẽ tiếp tục với tình yêu bóng đá của mình trong vai trò là một huấn luyện viên, một trợ lý đắc lực như đánh giá và mong muốn của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành ngày trước, thì thật bất ngờ Duy lại lựa sang một hướng khác, một điều phối viên cho câu lạc bộ Sài Gòn. Từ một cầu thủ vừa chia tay sân cỏ nhưng lại trở thành một điều phối viên của sân chơi mà suốt thanh xuân của mình đã gắn liền ở đó, quả thật là có 1 không 2. Chúc cho Nguyễn Ngọc Duy chân cứng đá mềm để hoàn thành nhiệm vụ mà mình được giao.